Hello, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Cần. Và trong video này thì Cần chia sẻ một cái chủ đề nó rất thú vị và có lẽ là rất là nhiều anh chị cũng đang quan tâm. Đó chính là cái chủ đề 5 bước sống còn của một cái tài khoản mới. Rất là nhiều các anh chị hỏi Cần là gì ạ? Với một tài khoản mới thì mình nên bắt đầu như thế nào? Đó, và phải triển khai ra sao để làm sao cho nó hiệu quả nhất có thể? Thì video này sẽ dành cho tất cả các anh chị chúng ta. Rồi thì sẽ có 5 cái bước để chúng ta bắt đầu cho một cái tài khoản mới, làm sao nó đi chuẩn xác nhất, nó uy tín nhất có thể. Cái tổng quan, cái bước đầu tiên đó chính là chúng ta phải học hiểu về chính sách. Rồi chính sách nó rất là quan trọng để chúng ta có thể là đi đúng không ạ? Làm gì cũng vậy, chúng ta muốn chơi phải hiểu luật. Số 2 là gì ạ? Cài đặt những cái thông tin như thế nào. Rồi là tại sao chúng ta cần phải nâng cấp lên cái tài khoản Pro. Và nâng cấp lên thì chúng ta được cái gì? Và tiếp theo là tại sao chúng ta phải lướt, lướt là cái gì? Và cái cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải chuẩn bị những cái công cụ gì, nội dung gì. Thì các anh chị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với Cần trong video này. Thì cái đầu tiên, như Cần nói đấy, thì muốn tham gia bất cứ một sân chơi nào, các anh chị ra đường, các anh chị phải học luật, đúng không ạ? Không học luật thì ra đường thì công an nó túm và mất tiền, đến lúc đấy không thể nào chúng ta ngồi chúng ta khóc được. Và trên sân chơi của TikTok cũng vậy, các anh chị muốn tham gia thì mình phải hiểu về cái chính sách trước. Mấy hôm nay thì có rất nhiều anh chị gọi đến cho Cần và khóc mếu khóc dở là gì ạ? Tài khoản của em hơn 100.000 follow rồi nhưng mà không biết làm sao nó bị chặn đứng kênh lại, nó không phân phối được. Thì nó liên quan về vấn đề chính sách, thì Cần nhấn mạnh cho anh chị những cái chính sách như sau. Thì thứ nhất, cái lỗi như anh chị chúng ta hay dễ gặp nhất và dễ sai lầm nhất đó chính là re-up video từ nền tảng của TikTok. Tức là chúng ta lấy những video của người khác về chúng ta đăng ấy ạ. Thì đây là một cái điều mà cực kỳ cấm kỵ của TikTok. Và TikTok nó sẽ có những cái đợt quét định kỳ thường xuyên. Và nếu như tài khoản của mình không may có những video mình re-up lại, thì khả năng thì khi mà bị phát hiện thì TikTok nó sẽ chặn lại đề xuất kênh mình, không cho phép mình đề xuất lưu lượng mới nữa. Nên là nếu như đã bị chặn rồi thì kênh đó sẽ vứt đi. Nên là các anh chị muốn tài khoản của mình trở thành một tài khoản uy tín và lâu dài thì nói không với lại re-up. Cái số 2, nhiều lỗi này các anh chị sẽ gặp này, là bán hàng và tiếp thị theo dạng kiểu là liên kết cá nhân. Tức là như nào? Cái dạng mà chúng ta làm những cái video dạng bán hàng mà chúng ta kêu gọi những cái liên kết thông tin cá nhân, ví dụ như liên hệ số điện thoại này, miễn phí ship này, truy cập link này. Đây là một cái ví dụ này. Đây là một cái anh ấy bán về gà sao? Là anh em liên hệ về số điện thoại này, truy cập Facebook. Thì có một cái sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ truy cập vào được cái link Facebook này, đúng không ạ? Và số 2 nữa, người ta có để lại số điện thoại hay là để lại link gì ở đây, chúng ta cũng không bao giờ chúng ta kích được. Bởi vì TikTok nó cực kỳ kiên kỵ về cái vấn đề là chúng ta bán hàng hay liên kết cá nhân ở trên cái newsfeed. Ở trên cái newsfeed, quan điểm của TikTok rất rõ ràng, đây là nơi trao giá trị đấy và giải trí cho khách hàng, không phải là nơi chúng ta quảng bá sản phẩm. Còn chúng ta bán hàng thì ở trong cái trang cá nhân nó đã hỗ trợ những cái công cụ hứng như trang web, YouTube các thứ rồi. Đó, nên là đây là lỗi nhiều anh chị chúng ta gặp nhất. Và chúng ta ví dụ như là một vài video chúng ta để rồi, khi mà TikTok nó quét ấy thì nó sẽ không chặn đề xuất như cái re-up. Cái lỗi này thì nó nhẹ hơn nhưng nó sẽ giảm uy tín kênh của anh chị và nó bóp hẹp cái lưu lượng của anh chị. Nên là các anh chị chúng ta cực kỳ phải chú ý về cái này. Nói không về những cái vấn đề như bán hàng ở trên cái newsfeed của chúng ta. Rồi cái số 3, những cái thông tin tiêu cực, chúng ta đăng những cái nội dung dạng như kiểu là đe dọa an ninh xã hội đất nước, rồi là thô tục khiêu dâm, mê tín phong kiến, bạo lực máu me gây tranh cãi, thì đây là một trong những số những cái chính sách mà anh chị phải biết. Và nếu như chúng ta đối với lại những cái video mà chúng ta làm cái dạng như này, TikTok nó sẽ có những cái lần nó nhắc nhở, nó sẽ báo là gì ạ? Báo là vi phạm chính sách cộng đồng, thì nó sẽ xóa đi. Và nhiều lần như vậy thì thằng TikTok nó sẽ hạ thấp uy tín kênh của bạn, và khi hạ thấp uy tín ấy, thì cái kênh của bạn nó sẽ bị bóp hẹp cái tương tác và lưu lượng truy cập, ok không ạ? Đó, nên là các anh chị phải học hiểu luật trước, ok chưa? Cái số 2, chúng ta cần phải cài đặt thông tin. Đấy, tại sao chúng ta cần phải cài đặt thông tin? Thì cài đặt thông tin thì nó tăng thêm một cái phần uy tín cho cái tài khoản của chúng ta thôi. Ngoài ra TikTok nó cũng muốn là gì ạ? Nắm được những cái thông tin của khách hàng. Thì ở đây nó cũng sẽ có những cái ví dụ như là ngày sinh, rồi là đặc biệt là cái chỗ sở thích này. Khi chúng ta chọn sở thích này thì TikTok nó sẽ ưu tiên, nó sẽ đề xuất những cái sở thích của chúng ta. Ok không ạ? Hãy làm sao để TikTok nó hiểu mình hơn. Rồi, đây. Về cái phần mà mô tả cũng như là một số cái công cụ thì các anh chị hãy nhớ này, ví dụ là mình là một người bạn với TikTok đi, và để mà hai bên cùng phát triển có lợi thì bắt buộc chúng ta phải hiểu nhau. Nên các anh chị phải làm cho Cần một cái thao tác, đó chính là làm cách nào đó để TikTok hiểu nhất về mình bằng những cái ví dụ là chúng ta cập nhật những cái mô tả này,
Đấy, cập nhật mô tả ID là một số cái về nội dung của chúng ta. Thì chúng ta làm sao đó giúp cho TikTok càng hiểu về cái kênh của mình theo cái chủ đề gì, nội dung gì càng tốt, và chúng ta hãy xuyên suốt theo cái chủ đề đó. Thì khi mà TikTok nó hiểu mình thì nó sẽ phân phối cho mình thôi. Còn TikTok nó không hiểu mình đang muốn xây kênh như thế nào ấy thì không thể nào nó phân phối được. Anh chị hiểu ý gần đúng không ạ? Đó. Và cái số 3 đó chính là nâng cấp lên tài khoản Pro. Tại sao chúng ta phải nâng cấp và nâng cấp như thế nào? Đây thì nó sẽ có cái phần dấu 3 chấm ở trên này, và chúng ta vào phần cài đặt và nó sẽ có quản lý tài khoản, và chúng ta sẽ chọn là chuyển sang tài khoản Pro. Và khi chuyển sang thì cái đầu tiên nó sẽ hỏi anh chị là gì ạ? Cái chủ đề mà các anh chị chúng ta muốn xây là gì? Tại sao nó phải hỏi chủ đề? Thì nó TikTok thực ra là nó sẽ phân phối theo chủ đề, đúng không ạ? Và nó sẽ tìm hiểu xem là cái chủ đề mình muốn xây là gì. Khi nó biết chủ đề của anh em mình thì nó sẽ hỗ trợ cho mình phân phối cái bài viết của mình đến những cái đối tượng tiềm năng. Ví dụ các anh chị có thể là chọn về nhạc, có thể là chọn về y tế sức khỏe, có thể là làm đẹp. Khi chúng ta chọn như thế này thì chúng ta đăng những video thì TikTok nó sẽ hỗ trợ phân phối đến chuẩn xác đối tượng khách hàng của mình hơn, đối tượng khán giả mục tiêu của mình hơn. Ok không ạ? Và cái số 2 khi nâng cấp lên thì chúng ta sẽ được một cái giao diện như thế này. Thì có một cái mục gọi là mục phân tích, thì nó sẽ cho ví dụ là phần tổng quát này thì anh chị sẽ phân tích xem là cái lượt xem video của mình nó phát triển như thế nào, follow của mình nó tăng hay là giảm. Thì khi mà chúng ta nhìn biểu đồ thì chúng ta sẽ biết là à đây, cái sự phát triển của nó hiện tại, ví dụ như cái biểu đồ này thì đây, content đang lên cao, nhưng mà bây giờ mấy hôm nay là bắt đầu xuống thấp, thì chúng ta thấy là gì ạ? Cái content chúng ta đang gặp vấn đề và ngay lập tức chúng ta phải cải thiện về cái content của mình chất hơn. Ok không ạ? Rồi cái số 2 chúng ta có thể là phân tích về cái nội dung. Đây, cái nội dung này này thì nó có nhiều cái lắm. Ví dụ là chúng ta biết là lượt tim, lượt bình luận, lượt share là bao nhiêu. Và cái quan trọng nhất các anh chị phải để ý giúp cần là cái thời gian xem trung bình. Ví dụ đây là một cái video là 8,03 giây, nhưng thời gian xem trung bình lại là 10 giây. Tại vì sao? Tại sao có 8,3 giây mà thời gian xem trung bình lại là 10 giây? Bởi vì là cái video này hay và người ta xem lại nhiều. Đấy, thì khi mà xem lại nhiều thì TikTok nó sẽ hỗ trợ cho anh em mình phân phối nhiều hơn thôi. Bởi vì nó đánh giá đây là một nội dung tốt thì người ta mới xem lại. Nên là anh em mình phải xem vào cái chỗ thời gian xem trung bình này để xem đấy, cái nội dung của mình làm đã ok chưa. Nếu mà thời gian xem trung bình thấp quá thì chúng ta sẽ biết là chúng ta đang làm nội dung rất là kém. Ok chưa? Cái số 3 là hoạt động follow. Thì chúng ta sẽ biết là cái độ tuổi, à không, cái giới tính nam nữ của mình. Đấy, xem là kênh của mình phần trăm nam nữ là bao nhiêu, kiểu như thế. Và địa điểm nổi bật nó sẽ cho chúng ta biết là gì ạ? Cái kênh của mình có bao nhiêu người Việt Nam follow, có bao nhiêu người nước ngoài follow, để chúng ta phân tích cái kênh của mình. Ngoài ra thì có một cái lưu ý là gì ạ? Hoạt động follow của bạn, tức là gì? Là cái kênh của bạn, cái lượng follow của mình ấy, họ hoạt động vào thời điểm nào là cao nhất. Thì hiện tại thì cái kênh này thì hiện tại nó đang nói là 8 giờ là cái thời điểm cao nhất. Thì chúng ta có thể là tận dụng cái biểu đồ này để chúng ta phân tích cái đối tượng của mình. Thì chúng ta có thể là sản xuất video của mình vào trong khoảng thời gian là 8 giờ. Đó. Rồi, tiếp theo. Lượt là gì đây? Là như sau này, đối với lại những cái anh chị chúng ta lập tài khoản mới ấy, thì cần khuyến nghị các anh chị để an toàn nhất có thể thì chúng ta sau 3 ngày. Đấy, sau khi mà chúng ta hoạt động cộng đồng 3 ngày thì chúng ta hãy bắt đầu đăng video. Nhiều anh chị chúng ta bắt đầu lập một cái xong là chúng ta đăng video luôn. Đó thì đây là một cái hành động mà nó hơi vội vàng. Thì bất cứ cộng đồng nào cũng vậy thôi. TikTok cần những con người mà nó thực tế, bởi vì nhiều cái trường hợp là nuôi tài khoản công nghiệp ấy, nên là chúng ta phải hoạt động 3 ngày với cộng đồng và hoạt động càng tích cực càng tốt. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu những cái video đầu tiên. Và TikTok khuyến nghị thì chúng ta hãy lướt 30 phút một ngày. Đó. Để làm gì? Để chúng ta tăng uy tín cái kênh của mình hơn. Ví dụ là cùng làm một cái cộng đồng nhưng mà có những người người ta hoạt động 24/24, có những người hoạt động 12 giờ một ngày, thì TikTok người ta sẽ đánh giá uy tín rằng là cái sự tương tác của cái kênh này nó tích cực. Các anh chị hiểu không ạ? Thì nó sẽ tăng uy tín kênh của mình thôi, nó sẽ hỗ trợ hơn, quan tâm mình hơn. Anh chị hiểu không ạ? Thì cái chỗ này đấy, chúng ta TikTok khuyến nghị là gì ạ? Ít nhất 30 phút một ngày để chúng ta lướt tương tác. Đó, thì ngoài ra thì chúng ta có thể chịu khó thêm về cái phần là theo dõi bình luận cũng như là tương tác với lại đối tượng khách hàng của mình. Tuy nhiên thì nó nhiều anh chị chúng ta đi follow quá nhiều. Đấy, đây là một hành động spam và dễ bị báo xấu với TikTok, nên là các anh chị chú ý. Đó, thì ngoài ra thì chúng ta có thể là lướt nhiều để làm gì? Để chúng ta học cái cách người ta làm video, xem là đối thủ của mình làm như nào, ở cái thị trường làm ra sao để chúng ta học. Anh chị hiểu điều này rồi không ạ? Rồi, số 5, cái này rất là quan trọng.
là cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị công cụ đó. Thì ở trên nội ở trên TikTok không biết là các anh chị giỏi cái gì, nhưng mà cái các anh chị bắt buộc phải làm tốt đó chính là chúng ta biên tập video và sản xuất video đó. Cái số 2 là làm cái outro, số 3 là làm nội dung. Thì đây ví dụ là về nội dung, về cái công cụ thì cần giới thiệu cho anh chị hai cái công cụ này chúng ta có thể làm. Thứ nhất là ngoài ra thì chúng ta có thể làm trực tiếp trên cái công cụ của TikTok luôn cũng được. Ngoài ra thì cần sẽ giới thiệu cho anh chị hai cái này. Cái thứ nhất là cái KineMaster full đầy đủ tính năng để anh chị chúng ta biên tập video. Cái InShot này thì nó sẽ mạnh cho chúng ta việc là sắp ra cái tiếng Việt như thế nào, sắp tiếng Việt cho video đấy. Nó rất là dễ dàng và đơn giản, nó lại đẹp nữa. Rồi còn cái outro này. Đấy, thì là gì? Nó là cái kêu gọi hành động thôi, kêu gọi hành động follow thôi. Đấy thì chúng ta lưu ý cái này chúng ta làm một cách nó tối ưu thôi, chỉ nên làm khoảng độ 3 giây đổ lại thôi thì nó sẽ hiệu quả. Làm dài quá thì nó sẽ gặp vấn đề là video chúng ta không đảm bảo được cái tỷ lệ hoàn thành, nhưng khi có cái này thì tỷ lệ follow chúng ta nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Anh chị hiểu điều này không ạ? Rồi vậy thì tổng kết lại là gì ạ? Sẽ có 5 điều mà các anh chị chúng ta phải chú ý. Thứ nhất là về chính sách, muốn làm được anh em phải hiểu luật. Số 2, phải cài đặt thông tin đầy đủ để TikTok nó hiểu mình và uy tín kênh. Số 3, nâng cấp tài khoản lên. Số 4, lướt. Và cuối cùng là chuẩn bị công cụ nội dung cho mình đầy đủ thì anh em chúng ta sẽ bắt đầu nó sẽ hiệu quả hơn. Anh em hiểu điều này không ạ? Rồi cảm ơn anh em đã nghe video này và đừng quên đăng ký kênh để Cần có thể đưa ra những cái kiến thức nó tuyệt vời chất lượng hơn nữa dành cho anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh của Cần. Xin chào và hẹn gặp lại.